nhíp 5 lá này, 4 lá này. Hàng về rất là nhiều. Toàn là đồ chất lượng thôi nhé. Đây có chiều dài là 53 cm này. Bản rộng là 5 cm này. Và loại 4 lá và 5 lá. Loại 5 lá thì chiều dài là nó cọc ra tận ngoài này luôn này. Rất là khỏe, phù hợp cho những cái loại tổng tải trọng từ 5 tạ trở xuống này. Còn cái nhíp 4 lá này thì các bạn làm xe chơi hoặc chở hàng khoảng dưới 3 tạ nhé. Và các bạn đặt hàng thì vui lòng liên hệ số điện thoại 0983 818 955.